Thật sự là đối với một số bạn mới bắt đầu học về marketing hoặc là một số người mới bắt đầu kinh doanh online hoặc là startup thì mọi người sẽ không trả lời được lý do tại sao mà một người mới toanh chưa biết gì về mình lại dần dần trở thành khách hàng tiềm năng của mình. Thì trong bài giảng ngày hôm nay khá là thiên về lý thuyết và tư duy, nhưng nếu bạn đã hiểu được một barren thực hiện thì các bạn sẽ áp dụng nó vào trong quá trình content marketing cũng như là marketing online của mình một cách hiệu quả để đạt được những kết quả tích cực hơn cho doanh nghiệp của mình. Trước khi chúng ta đi tìm hiểu 6 bước của hành trình khách hàng, chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm đầu tiên, đó chính là trải nghiệm khách hàng là gì. Trải nghiệm khách hàng là nhận thức của khách hàng sau tất cả những tương tác của khách hàng đối với dịch vụ của bạn. Từ lúc mà họ biết, rồi họ tìm kiếm, họ cân nhắc, so sánh, cho đến lúc họ gặp trực tiếp, chốt mua và sử dụng dịch vụ của bạn, cũng như là những lần dùng sau và giới thiệu cho người khác. Chúng ta cần ghi nhớ một điều là trước khi bắt đầu xây dựng một bản đồ hành trình khách hàng, bạn nên xem xét lại những mục tiêu kinh doanh của mình. Mình sẽ đóng vai là một người khách hàng đang có nhu cầu mua một chiếc điện thoại đi. Thì đầu tiên mình sẽ thực hiện những bước tìm kiếm ban đầu về thông tin sản phẩm đúng không? Thì mình sẽ lên trang web để search thông tin về sản phẩm, về nhãn hàng. Và sau đó mình sẽ tìm hiểu và đọc thông tin về đánh giá nhãn hàng chẳng hạn. Tiếp đến là mình sẽ thực hiện tương tự với các web nhãn hàng khác. Ngoài ra thì trong quá trình lúc mà mình tìm hiểu trên trang web, mình hoàn toàn có thể là điền form email hoặc là mua hàng trực tiếp trên trang web đó luôn. Và cuối cùng là nếu mình thấy sản phẩm đó ok, mình sẽ giới thiệu và share với mọi người bằng cách là truyền miệng hay là share bài viết hoặc là review sản phẩm. Việc mà bạn tạo ra một bản đồ hành trình khách hàng chi tiết sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn có được kế hoạch tương tác và tiếp cận khách hàng ở từng điểm tiếp xúc một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt là khi mà chúng ta xây dựng một website bán hàng hay là một fanpage hoặc đơn giản là một profile bán hàng trên Facebook, bạn cũng nên lên kế hoạch và áp dụng hành trình trải nghiệm khách hàng này vào chính các kênh kinh doanh của bạn. Hãy luôn nhớ rằng là 80% khách hàng sẽ thay đổi nhà cung cấp nếu dịch vụ chăm sóc khách hàng quá tệ. Do đó, bạn hãy tự tìm hiểu xem là điểm tiếp xúc nào của doanh nghiệp bạn sẽ tiếp xúc tốt được với khách hàng và làm cho khách hàng hài lòng. Điều này sẽ tạo nên sự trung thành cho khách hàng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu quy trình 6 bước để biến một người bình thường thành khách hàng của mình nhé. Và trong phần này gồm có giai đoạn 1 nhận biết, giai đoạn 2 cân nhắc, giai đoạn 3 mua hàng lần đầu tiên, giai đoạn 4 mua sản phẩm chính, giai đoạn 5 sử dụng và giai đoạn 6 là khách hàng thân thiết. Ở giai đoạn đầu tiên nhận biết, mình lấy một ví dụ cụ thể. Để bạn có thể xây dựng một trang bán hàng trên Facebook, thì việc đầu tiên là bạn sẽ tạo một nick mới và kết bạn với những người hoàn toàn xa lạ. Vì sao họ lại đồng ý chấp nhận kết bạn với bạn? Và sau đó họ sẽ phát sinh nhu cầu mua hàng của bạn như thế nào? Thì nó gọi là giai đoạn giúp khách hàng nhận biết thương hiệu của chúng ta. Vậy thì giúp khách hàng nhận biết chúng ta trên nền tảng online như thế nào? Một yếu tố mình muốn bạn quan tâm trong giai đoạn 1 nhận biết này đó chính là tần suất xuất hiện. Tần suất xuất hiện là một trong những điều quan trọng nhất để một người có thể nhận diện và tiến triển sang giai đoạn tiếp theo là giai đoạn cân nhắc. Và thật may mắn là nền tảng online giúp chúng ta có thể xuất hiện vô số lần với chi phí cực kỳ thấp. Lần xuất hiện đầu tiên của chúng ta là kết bạn với khách hàng. Tiếp đến là đăng bài trên trang cá nhân và đăng bài trên group, đăng bài trên fanpage. Chúng ta sẽ có cơ hội xuất hiện ở lần 2, lần 3, lần 4 và lần thứ N. Và tiếp đến là chúng ta sẽ chạy ad, SEO, remarketing hoặc là nhờ KOL review các kiểu. Và cứ như thế, rất nhiều lần xuất hiện mà khách hàng có thể thấy được thương hiệu của bạn. Chỉ nói riêng với nền tảng profile bán hàng thôi, bạn đã có thể đăng bài hàng chục lần rồi. Giai đoạn 2, cân nhắc. Ở giai đoạn 1, chúng ta đã chú trọng vào số lượng người có thể tiếp cận và số lượng lần xuất hiện của chúng ta trước mắt khách hàng. Và ở giai đoạn này, chúng ta còn có thể được gọi là nhận diện thương hiệu. Sau khi qua giai đoạn 2, chúng ta sẽ khiến những list này bắt đầu chuyển đổi thành trạng thái mua hàng. Thì sau khi mà nhận biết xong, cần có một công cụ để thúc đẩy sự cân nhắc của họ. Nói đến phần này thì chúng ta cần phải hiểu một chút về tệp thực cầu khi mà bán hàng. Vậy tệp thực cầu là gì? Mình lấy ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu. Mình lấy ví dụ như là các bạn quét được một tệp khách hàng 100.000 người. Trong tệp này thì chỉ có khoảng 500 đến 1.000 người là có nhu cầu mua ngay lập tức, nghĩa là tệp thực cầu. Họ đang cần mua sản phẩm đó hoặc là họ tìm kiếm các thương hiệu để lựa chọn sản phẩm tốt nhất và người bán uy tín nhất để mua hàng.
Và tệp này đôi khi họ chỉ cần nhận biết thôi là đã có thể ra quyết định mua hàng rồi. Một cách dễ hiểu hơn để các bạn có thể hiểu được, ví dụ như là bạn đang kinh doanh quán phở, thì một ngày có 1.000 người đi ngang qua lại quán phở của bạn, thì trong tệp này chỉ có từ 50 đến 100 người là có nhu cầu ăn phở trong ngày hôm đó thôi. Còn những người còn lại họ có thể là muốn ăn cơm hoặc là ăn hủ tiếu vân vân. 50 đến 100 người này họ sẽ tìm đến những quán phở ngon mà họ biết, hoặc là họ sẽ đến cửa hàng của bạn để ăn. Vậy vấn đề ở đây mình muốn nói là với tệp 100.000 người mình vừa nói với các bạn, thì tệp 99.000 người còn lại thì sao? Họ là tệp khách hàng sẽ phát sinh nhu cầu trong thời gian dài chứ không phải ngay lập tức. Nghĩa là chúng ta phải chăm sóc họ, chứng minh cho họ thấy rằng là mình rất là uy tín, mình có một cái sản phẩm mà họ cần đến. Thì sau đó tỷ lệ chuyển đổi mua hàng mới tăng dần theo thời gian. Vậy thì làm thế nào để chứng tỏ được uy tín của mình? Đầu tiên, để trở nên uy tín thì chúng ta cần thể hiện qua những gì mà khách hàng có thể nhìn thấy chúng ta trên nền tảng online. Mình lấy ví dụ như một người đang kinh doanh trên nền tảng Facebook cá nhân. Thì để xây dựng uy tín cá nhân thì đầu tiên chúng ta phải xây dựng về cover, avatar và thông tin. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chia sẻ đa dạng các bài viết mà không chỉ mỗi bài viết bán hàng. Ngoài ra thì chúng ta có được những album feedback, những bài viết về lộ trình phát triển, những bài viết behind the scene. Chúng ta còn có thể đăng những nội dung trending có liên quan đến ngành nghề, đăng những bài viết chia sẻ dạng kiến thức chuyên môn sâu trong ngành, đăng những hình ảnh chụp chung với khách hàng, với gia đình, với đám đông vân vân. Thì những thứ như trên là thứ khiến cho khách hàng cảm thấy là chúng ta thực sự có uy tín và có độ trust riêng cho mình. Và cứ qua mỗi điểm tiếp xúc, mỗi bài viết, mỗi điểm chạm thì sự tin tưởng của khách hàng sẽ càng tăng lên. Trong giai đoạn này thì khách hàng của chúng ta sẽ cân nhắc và ra quyết định giữa những người mà họ cảm thấy là uy tín hơn. Tiếp theo là giai đoạn 3, mua hàng lần đầu tiên. Khi mà thấy mọi thứ đã ok rồi, đã chuẩn mực rồi thì niềm tin của họ đối với chúng ta bây giờ bắt đầu lớn hơn một chút. Chỉ cần một vài tác động thúc đẩy thôi là họ sẵn sàng sẽ bỏ ra một chi phí để mua hoặc dùng thử sản phẩm của chúng ta. Đây là một bước rất quan trọng. Đối với những sản phẩm đơn giản như là thời trang, giày dép, quần áo thì có thể là những sản phẩm có thể bán ngay được. Nhưng mà đối với những sản phẩm khó như là phần mềm công nghệ cần có sự trải nghiệm, hay là các sản phẩm về tín dụng, sản phẩm cần trải nghiệm dịch vụ, thì chúng ta cần có những mồi nhử để khiến khách hàng bắt đầu chịu bỏ ra những chi phí đầu tiên. Và khi mà một khách hàng đã chấp nhận bỏ ra chi phí để mua sản phẩm của bạn, mặc dù là một chi phí rất nhỏ như là $1, $2, $5, thì đôi khi đó vẫn là những bước tiến rất lớn, vì lúc này chứng tỏ là khách hàng của bạn đã bắt đầu quan tâm đến bạn và có được một sự tin tưởng ban đầu để mà họ chịu chi ra chi phí. Khi mà họ đã bỏ ra chi phí lần đầu rồi thì tâm thế họ sẽ khác, họ sẽ dễ dàng chi tiền hơn, không còn rào cản phòng vệ với bạn hơn, và lúc này bạn sẽ dễ dàng chốt đơn hơn. Vì vậy, cái bạn cần quan tâm là làm sao để họ đồng ý nhận được một giá trị gì đó từ bạn và chịu bỏ ra chi phí dù là bé nhất. Mình lấy ví dụ, một người bán giày sneaker có thể tạo ra những dịch vụ vẽ giày, giặt giày, đánh bóng giày, làm mới giày, dán keo cho giày vân vân. Hoặc là những gói lớn của dịch vụ spa có thể dao động từ 5 đến 10 triệu, thì việc tạo ra các gói tư vấn da mặt, dịch vụ làm sạch da, lột mụn, massage cho da mặt có giá chỉ từ 100 đến 200 ngàn có thể giúp cho giai đoạn này hình thành một cách tốt đẹp. Đến với giai đoạn 4 là mua sản phẩm chính. Ở giai đoạn này, những người đã mua sản phẩm dịch vụ với giá rẻ đã có một niềm tin nhất định với chúng ta rồi. Nếu như những sản phẩm dịch vụ đó tốt và mang lại lợi ích, giải quyết được một phần nào vấn đề của khách hàng, thì mặc định chúng ta sẽ chốt sale dễ dàng hơn rất là nhiều. Một vấn đề quan trọng khi mà chốt sale sản phẩm chính là khi bán hàng, chúng ta sẽ tạo ra những ngữ cảnh đúng với khách hàng, những thứ khiến cho khách hàng có thể cảm thấy tin tưởng tuyệt đối và ra quyết định chốt đơn hàng ngay lập tức. Những câu chốt sale kiểu như là: anh cứ mua đi, em cam kết ABC gì đó, em sẽ cho anh thêm dịch vụ tuyệt vời như là XYZ gì đó. Những câu này nghe rất là bình thường thôi, nhưng mà đây là những câu giúp khách hàng có được những ngữ cảnh hợp lý để họ có thể ra quyết định mua hàng. Vẫn ví dụ với thương hiệu bán giày sneaker ở trên, khi mà một người bán hàng sneaker, sau khi mà khách hàng của họ đã dùng thử sản phẩm rồi, họ gửi tặng thêm cho khách hàng một voucher hay là một card visit,
Trong voucher và card visit này thì có thêm thông tin về website, thông tin profile cá nhân của người bán. Sau khi mà gửi xong thì tự động có một tin nhắn xác nhận và add Facebook với người khách hàng đó và inbox họ để follow những bài viết trên profile và group. Với những dịch vụ mà chúng ta cung cấp sẽ làm tăng thêm niềm tin và tăng trải nghiệm của khách hàng để khách hàng có thể dẫn đến giai đoạn tiếp theo. Và giai đoạn thứ 5 là giai đoạn mua lại sản phẩm. Sau khi mà đã bán được sản phẩm chính của mình rồi, nếu bạn không có các dịch vụ chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng thì chắc chắn là sau một thời gian khách hàng sẽ không nhớ đến dịch vụ của bạn mà có thể sẽ quan tâm đến các dịch vụ của đối thủ, những sản phẩm mới ra mắt khác hơn. Thì cách mà chúng ta có thể tăng tỷ lệ hài lòng của khách hàng lên cao nhất, các bạn có thể tham khảo một số cách như sau. Chúng ta có thể nhắn tin chăm sóc hỏi han thường xuyên. Chúng ta có thể tạo ra các giá trị gia tăng cho khách hàng như là tài liệu, dịch vụ, quà tặng, membership chẳng hạn. Tạo ra các buổi giao lưu, gặp gỡ, livestream với khách hàng, xây dựng cộng đồng người sử dụng sản phẩm. Càng lúc chúng ta càng nâng sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng lên cao nhất, thì có thể họ sẽ mua lại sản phẩm của chúng ta lần 2, lần 3. Mặc định khi một người khách hàng đã mua sản phẩm của chúng ta đến lần thứ 3, thì họ sẽ không thắc mắc nhiều về sản phẩm nữa. Và khi đã chuyển qua giai đoạn 6 thì họ chắc chắn sẽ trở thành một người khách hàng thân thiết với chúng ta. Giai đoạn 6, khách hàng thân thiết. Ở giai đoạn này thì những người khách hàng đã trở thành fan trung thành với chúng ta rồi. Lúc này, bạn muốn cắt tóc thì sẽ đến đúng một serum hết tóc đó thôi. Bạn muốn ăn tô bún bò thì sẽ đến đúng một quán duy nhất. Bạn muốn gội đầu thì sẽ dùng một loại dầu gội duy nhất. Dùng những dầu gội khác bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu và không quen. Khi mà chúng ta đã khiến cho khách hàng trở thành trạng thái này thì họ mặc định sẽ trở thành một fan trung thành với chúng ta. Ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ không cần phải làm gì cả, mà chúng ta chỉ cần thời gian, đủ một khoảng thời gian, chu kỳ sử dụng sản phẩm thì họ sẽ quay trở lại mua sản phẩm của chúng ta. Và các bạn biết đấy, khi đã có được một lượng khách hàng nhất định, việc xây dựng đánh bóng thương hiệu là cần thiết. Thương hiệu sẽ biến thành keyword và keyword sẽ sống mãi trong lòng khách hàng. Nếu hiểu rõ được quy trình trên thì chúng ta mới có được những trạng thái khách hàng. Từ đó chúng ta mới tạo nên những content tiếp cận khách hàng phù hợp với từng trạng thái khách hàng, giúp cho khách hàng dễ dàng chuyển đổi thành đơn hàng hơn bao giờ hết.